Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 8 tháng 4 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.735 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 7 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Theo Reuters, giá vàng chịu sức ép khi các chỉ số chứng khoán châu Á tăng lên các mức cao nhất trong 3 tuần, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Vào năm 2020, vàng đã bắt kịp đà tăng cao kỷ lục do tâm lý rủi ro do đại dịch COVID-19 bao phủ toàn cầu. Ông Lowney nhận thấy vàng sẽ sụt giảm nhanh trong năm 2021. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước phiên giao dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức giá như sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.